Thưa quý vị và các bạn, quốc lộ 279 là tuyến đường giao thông huyết mạch quan trọng nối tỉnh Điện Biên với thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành phố miền xuôi. Thời gian qua, trên tuyến quốc lộ này, nhất là đoạn đèo Nà Lơi thuộc địa bàn xã Thanh Minh, thành phố Điện Biên Phủ, đã xảy ra nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng. Đáng nói, nhiều vụ xảy ra cùng một điểm đã trở thành điểm đen tai nạn giao thông. Nhiều đèo, lắm dốc, nhiều cua gấp nguy hiểm và bị che khuất tầm nhìn trên tuyến quốc lộ 279. Điều này là nguyên nhân liên tiếp xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông, trong đó có nhiều vụ đặc biệt nghiêm trọng. Trước tiên phải kể đến đoạn dốc Nà Lơi thuộc địa phận bản Nà Lơi, xã Thanh Minh, thành phố Điện Biên Phủ. Chỉ với độ dài khoảng 7 km nhưng đã xuất hiện rất nhiều điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông. Gần đây nhất tại km 67+250, chiếc đầu kéo mang biển kiểm soát 98C16777 cùng rơ móc chở container mang biển kiểm soát 98R00522 chở khoai lang bị lật nghiêng và trượt dài trên đoạn đường gần 100m khi đang di chuyển theo hướng từ Tuần Giáo về thành phố Điện Biên Phủ. Sau khi điều khiển phương tiện vượt qua khúc cua rộng, xe đã bất ngờ bị mất lái và lật nghiêng. Rất may vụ tai nạn không gây thiệt hại về người. Đường đèo dốc thì nhiều, nhưng mà ở trong đó thì nó không có đèo dốc. Bên đây thì đèo dốc Tây Bắc mà đèo dốc nhiều. Nói chung là nguy hiểm. Đường bé thì bé nhưng mà lắm dốc cua, đèo cao. Và cũng những cái dòng xe như bọn anh kéo này là nó cũng hơi khó. Số dốc thì lên dốc thì đường nó bé, xong lại gặp ngược chiều xuống rồi lắm cái cua như kiểu mình đi nó xe nó dốc nó cao quá này. Đường đi có nó ổ gà ổ voi thì không có, nhưng mà nó chỉ là những cái khúc cua nó bị không có để mà mình cắt cua, nên là mình phải lấn làn để chém cua. Điều đáng nói là từ đoạn km 67 đến km 69 trên quốc lộ 279 thuộc đoạn dốc Nà Lơi, từ năm 2016 đến nay, đoạn đường này chưa đầy 3 km nhưng đã xảy ra 11 vụ tai nạn giao thông. Trong tổng số 6 vụ tai nạn liên quan đến xe container từ đầu năm đến nay thì có tới 4 vụ xảy ra tại đoạn đường này, gây thiệt hại về tài sản hàng tỷ đồng. Nghiêm trọng nhất là ngày 25 tháng 6, một xe container đi đến đoạn đường này đã bị mất phanh, khiến xe lao xuống vực hơn 60 mét. Đoạn này được xác định là điểm đen về tai nạn giao thông khi nhiều phương tiện bị tai nạn tại đây. Nhiều cua, nhiều đèo. Khi em tới dốc Nà Lơi thì gặp sự cố. Đang chạy bình thường thì em đạp thắng không ăn nữa. Thì em thoái đường tránh nạn, em chạy vô trong đó. Rồi, em chạy lên đó rồi hết đường tránh nạn, nó tuột xì xuống lại rồi em bị lái sang tài cho chi nó ngã. Nguy cơ tai nạn giao thông đang hiện hữu trên tuyến quốc lộ 279, nhất là đoạn dốc Nà Lơi. Do đó, những điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông rất cần các ngành chức năng có giải pháp khắc phục và xử lý triệt để nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi tham gia giao thông.